Ok chưa? Mic mic. Hello, hello anh em. Rất là vui, hôm nay mình lại được trên tay một em có thể nói là siêu phẩm hiện tại nhé. Hiện tại tháng 6 2024. Đơn này là mình trả một anh khách ở ở Bắc Ninh, anh Lê Đình Hưng. Có là anh Bill One XPS 17, XPS 17 lúc được sell off khoảng mấy trăm đô rồi đấy. Thì nội dung sell off mình sẽ chụp luôn cái ảnh màn hình tại cho đến anh Bill và trong cái link video này chia sẻ sơ qua cấu hình cho anh em chiêm ngưỡng em khủng long. Hiện tại có thể nói là khủng long trong dòng XPS. Anh Bill mắc cấu hình, giá trị em này là 120 triệu. Cấu hình trang bị đi kèm XPS 17 9730, nó là CPU là Core i9 13900H đấy, và CPU này. Còn RAM 64GB gọi là 4K đấy, cái này UHD cộng có cảm ứng, ổ cứng SSD 4T RTX 4080 đấy, pin 97W, qua ghi gớm Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, tổng giá trị đơn hàng là chủ thể chính. Thì anh nghĩ lý do là công việc anh không tới trực tiếp khui thùng được, anh ở Bắc Ninh, anh bảo thôi nhờ anh em bên này làm hết cho. Thì đây là cái video mà gần như là giám định đấy, giám định cho khách hàng, nó nguyên niêm phong như này, nguyên niêm phong như này để kiểm định quá trình khui hàng của anh em. Mày có zoom được sát đâu không? Ok đấy, nguyên niêm phong như này. Còn cái thông tin đề kèm nó có số sức vết tách, số vết tách đây anh em check ra được. Chút nữa mình sẽ chia sẻ sau về cái thông tin mà hot của em này. Bây giờ cứ khui thùng để bung Windows này và cài đặt thêm một số ứng dụng văn phòng cho anh. Máy có sẵn Windows bản quyền rồi. Đây, quá trình khui niêm phong hơi run, khui em 120 triệu của anh. Anh ủy quyền cho bóc tem và làm hết mọi thứ cho anh ấy. Vẫn như thường lệ nên nó có niêm phong và nó có cái khóa đây này. Đây là cái kiểm định mình là người dùng đầu tiên. Bên trong quá chất lượng, trong hết rồi, thùng vậy rồi. Thì Servitech mình chia sẻ luôn. Con này Servitech của nó là Servitech của nó này. Rồi, chạy đâu vậy? 9B9M334. Mình check rồi mới gửi cho anh khách. Cỡ là ra khỏi Dell USA là ngày mùng 5 tháng 6 2024. Và ngày mình đang khui thùng này là 21 tháng 6, gọi là 20 ngày đấy, khoảng hơn 20 ngày gì đấy, về khoảng gần 1 tháng nó về tới Việt Nam. Chủ đạo đây, chủ thể chính bên trong đây, chú XPS 17 như thường lệ đó. Đây, quá chắc chắn luôn, nhôm nguyên khối. Phụ kiện đi kèm này, có sạc này, củ sạc này, sách hướng dẫn này, thêm một quả gì ở đây. À, cái này là chuyển đổi, người ta hỗ trợ cho mình cùng chuyển đổi đấy. Chân tai si giấu trong này này. Phụ kiện đi kèm có vậy thôi. Chủ thể chính XPS 17 đó, tổng quan. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng đi cận cảnh để cho anh em cảm nhận được cái mẫu mới này. Ok. Hôm nay quả máy quay gặp sự cố, anh em quay bằng máy ảnh thì khung hình đôi khi là nó sẽ bị rung, anh em thông cảm. Nhưng mà ghi lại được cái chính của khách hàng yêu cầu, đó là cái niêm phong của nó và cái chi tiết máy của mình như thế nào. Đây, mình bây giờ chủ thể là mình sẽ đi cận cảnh em này cho anh em xem. Quá đẹp luôn. XPS 17 9730 mới nhất 2024. Gần như đẹp khủng nhất hiện tại. Bán ra tại Hà Nội Lab vào tháng 6. Dòng XPS. Đó, qua đây.
bên mình không chuyên làm review về kiểu đánh giá chi tiết con cạc của CPU đâu. Anh em quan tâm cái đấy thì xem tại website nhà sản xuất là chuẩn nhất. Còn anh em xem trên YouTube thì mang tính chất gọi là khách quan thôi. Cảm nhận thực tế là phải dùng một thời gian đến ra thông tin chuẩn được. Nên bên mình chỉ thường là hay chia sẻ anh em cái tiêu chuẩn của sản phẩm nhập ở Mỹ về nó như thế nào. Đấy, máy mới là phải còn nguyên niêm phong, nó có số service tag để mình kiểm tra ra được, quản lý được cái linh kiện của mình. Tất cả là phải có cập nhật trên website nhà sản xuất. Chủ thể đây là em đeo thì là trên website của nhà sản xuất là phải có đủ thông tin bạt linh kiện. Đấy, chứ không sợ là hàng trôi nổi, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. XPS 17 9730 quá đẹp. Trọng lượng. À, có một cái nữa check cho em luôn. Đó là video thường là mình sẽ để ngay từ đầu, mình không có cắt gì cả, thì cái quá trình kiểm định này, nguồn chắc chắn nó bật sẽ không lên rồi. Đó. Đây là dấu hiệu là máy mình chưa active anh em nhé. Chưa active thì nó mới còn bật không lên. Còn máy mới thì bật cái lên luôn, không phải máy mới. Mình vẫn phải chia sẻ lại trong những video của Dell là như thế. Để anh em mà tiếp cận thông tin muộn ấy, thì video nó có thông tin cho anh em mình kiểm định luôn. Đó. À, trước khi kích hoạt thì mình chia sẻ luôn mấy cổng cho anh em thấy luôn này. Dòng 17 này thì người ta lại phóng khoáng hơn, cho mình rất là nhiều cổng. Khai đọc thẻ nhớ này, cái dạng mà truyền thống anh em mình hay dùng ngày xưa này. Người bên này người ta cho mình hai cổng C, sau này công nghệ tất cả là Thunderbolt hết rồi. Đây, bên này thêm hai cổng là 4 cổng USB. Thoải mái cho em kết nối. Bốn cổng USB, một khe đóng thẻ nhớ, một lỗ cắm 3.5. Đây. Bây giờ mình đến công đoạn là kích hoạt nguồn cho anh em này. Đấy, máy mới tiêu chuẩn xịn về, đây mới gọi là active này, chứ không phải là active như kiểu Việt Nam bảo là active đâu chưa, cái đấy chả có giá trị gì cả. Cá nhân mình thấy chả có giá trị gì cả. Windows bản quyền, đây mới là chưa active này. Đấy. Bây giờ anh em cắm sạc vào nhá, cắm sạc vào bật nguồn. Đấy, nó rút sạc ra. Đấy mới là active. Nãy mình bật có lên đâu, active ở trong nước mình đấy. Bật cắm sạc vào mình thêm nó bấm nguồn, chứ không phải nó hết pin đâu nhá. Hết pin thì bây giờ nó sẽ sập luôn, chứ nó không hoạt động được. Thường là hãng người ta sẽ để cho mình khoảng vài chục phần trăm, có nghĩa là để đảm bảo cho mình đủ cái nguồn pin ấy, để bung cái Windows và làm một số cái căn bản. Đấy. Đấy, video chi tiết từ A đến Z cái khui thùng XPS 17. Thì sau này anh em tiếp cận được thì có thêm cái thông tin để kinh nghiệm để đi chọn mua máy mới. Cái quả active này không biết công nghệ mà anh thợ ở Việt Nam hoặc là những anh thợ sau này có xử lý được chưa thì mình không rõ, nhưng máy mới về là cứ phải bấm nguồn, cắm sạc bấm nguồn, sau đó rút sạc ra. Còn máy mới mà bật phát lên luôn là không phải máy mới 100%. Công đoạn còn lại thì là cũng chẳng còn gì để phải chia sẻ nữa rồi. Có bung Windows bản quyền nó có liên quan đến cái thông tin của khách hàng, người sử dụng ấy. Thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Đó, rồi, xin chào. Tổng quát XPS 17 9730. Thông tin trong op thì ít nữa mình sẽ cập nhật vào đoạn cuối video ấy. Anh em xem thì xem có đoạn cuối nó có đủ thông tin sell off bên hãng. Được vài trăm đô rồi đấy. Giảm được mấy trăm đô. À, xin chào, đơn này gửi về Bắc Ninh. Thank you.